Nghĩ được không? Mà giấc sáng em thức dậy mà không có 1.000 trong túi nữa. Em nói thiệt luôn, không có 1.000 trong túi. Nhầm khi em đi mua đồ mà em mua thiếu người ta mà mình không mở miệng được luôn. Tại vì mình không có tiền. Nói em chẳng. Ai cũng muốn mình đi làm để có tiền hết. Chắc. Mà lúc đó chồng em thì không có xe, rồi em thì không có cái gì để làm hết trơn. 23.400.000 đồng. Đây em trao cho chị. Xin gửi lời cảm ơn đến cô Nguyễn Ngọc Lan ở Mỹ á, giúp cho em có số tiền để em xây sở cuộc sống. Lúc trước em rất là khổ. Tiền, cả tiền đi làm giấy khai sinh cho con em còn không có nữa. Bé này đi học thì không có tiền đóng tiền trường. Nó khổ, rất là khổ. Em nói nhiều khi em muốn mình gieo mình xuống sông cho rồi. Khổ quá cuộc sống. Em dạ, rất là mừng, rất là cảm ơn anh Hồ rất là nhiều. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại huyện Dòng Ghiền của tỉnh Kiên Giang. Ngày hôm nay thì quay trở lại hoàn cảnh của chị Kim và anh Kiên. Một người chồng đi biển thì sau đó không may thì bị các bạn chung đánh cho anh bất tỉnh. Và hiện nay cuộc sống khó khăn. Tuy nhiên sau thời gian đó thì được mọi người chung tay nhau giúp đỡ thì hiện nay gia đình của anh cũng đã phần nào vơi bớt sự khó khăn. Bằng chứng là cái ngôi nhà đằng sau được một cô mạnh thường quân cắt để mà giúp đỡ với một số tiền khá là lớn. Và bây giờ mời cô bác quý anh chị cùng vô đây để tìm hiểu cuộc sống thực tại như thế nào, cũng như là thay mặt cho cô Nguyễn Ngọc Lan ở Mỹ gửi lại cái số tiền là 1.000 USD cho gia đình của chị trong thời gian sắp tới ha. Một buổi chiều đến muộn, em chào gia đình của mình ha. Chào anh Kiên, chào chị Kim. Hôm nay là gia đình của mình có một cái căn nhà mới, cũng khá là bất ngờ ha. Thì cái căn nhà này hoàn thành lâu chưa chị? Dạ cũng gần hơn tháng rồi đó anh Hồng. Hơn tháng rồi ha. Cho mọi người, cô bác của anh chị tham quan ngôi nhà mình cái trước rồi mình sẽ nói chuyện sau ha. Dạ. Cái ngôi nhà này thì theo chia sẻ của chị Kim thì được một mạnh thường quân á. Dạ. Thì nhờ một bạn ở chỗ này nè. Xuống coi cắt giùm, xuống coi và cất được lót gạch nhìn cũng khá là đẹp nha mọi người. Nhà thì được dựng dắp tường hết. Tuy nhiên thì gạch ở dưới này thì đẹp hay chị ha? Có cửa phòng không chị? Không có phòng. À chỉ có phòng thôi ha. Mà không có cửa. Có một cái giường. Hai cái giường. Đây là không gian bếp với nhà vệ sinh của mình đúng không? À cũng khá là đẹp, tươm tất. Đây nhà vệ sinh cũng có dán gạch lên một mớ hả chị ha? Dạ, dạ. Ở trên kia mình chưa kịp sơn hay sao? Dạ, chưa có tiền sơn. Chưa có tiền sơn. Cho gì đó là đâu. Dạ. Tổng cộng ngôi nhà của mình là nhiêu? Dạ, ba, nhà anh cắt nó là 3... À, chiều dài hay là tiền? Tiền á chị? 3.600 đô đúng không? 3.600 đô. Ồ, 3.600 đô cũng nhiều à. Là bơm cát nền luôn á. À đúng rồi. Nhưng mà dạ, nhà mình cũng thoáng mát ha. Thôi bây giờ mình ra đây đi. Em thì cũng khá là xa so với mình. Em xuống đây cũng khoảng gần 100 cây số. Gần 100 cây số. Ngồi xuống đây chị. Đây. Hôm nay thì gia đình của mình là gọi là thoát cái cảnh mà mưa tạt gió lùa rồi. Dạ. Bây giờ anh sức khỏe của anh Kiên sao rồi? Cũng vậy. Cũng hơi hơi dậu dẫn. Cũng có lúc quên lúc nhớ vậy. Lúc quên lúc nhớ hả? Dạ. Còn mẹ của chị? Mẹ em lại xếp lên anh chiếc giò á, mới đi không nổi. Đi không nổi, có nằm viện không? Như em có tiền em đưa mẹ em đi ra ngoài Minh Lương á, ta nói có thầy này ta chích thuốc á. Ừ. Chích thuốc đỡ nhất cái lưng nhất xương sống anh hồn. Ừ. Xương sống nhất dữ lắm luôn, ngủ không được luôn đó. Ừ. Mẹ em nói không có tiền để chích thuốc kia đó. Dạ. Vậy đó. À. Chứ giờ em cũng ở nhà ba bốn đứa có đi mặn gì. Lúc chị nhắn tin cho em là mới em đang ở bên Lào. Giờ không ngờ chị có làm cái công việc gì không? Em làm móng nè. Ồ bây giờ đi làm móng rồi hả? Dạ, làm móng gần xóm nè. À, một bộ móng cho bé đi học. Một bộ móng bao nhiêu tiền? Làm sơn luôn này 20.000, nhưng làm thường ở quê á anh Hồ không có được giá cao đâu. À. Mà ta làm cũng quen quen, em mới làm đây à, mới làm lại đây á. À. Mới làm lại thôi. Dạ. 20.000 bộ. Chiều nay gia đình mình ăn cơm chưa? Hâm đồ ăn đó không. Rồi anh Hồ lại vậy. Đang hâm gian dở hả? Dạ.
À, em cũng nôn xuống đây lắm, nhưng mà tại vì cái thời gian em xuống đây hơi bị chậm á, yeah. Là do là có một chị Mạnh Thường Quân là hứa hỗ trợ cho gia đình của mình đó. Em có nói với chị về cái việc mà chị đó là coi, để coi cái phần nền, em kêu chị kêu thợ đó, nhớ không? Dạ, dạ đúng rồi. Ừ. Tuy nhiên thì lúc đó thì công việc em khó khăn, em nói thợ, chị nói thợ ướng ướng như thế nào đó. Có những cái mà ở xa thì nó rất là khó, rất là khó cho bản thân của em. Dạ. Dạ. Thì hôm nay chị nói là tạo cho em một cái bất ngờ mà em thấy cũng vui. Mấy bé nó ngủ ngon dữ không? Dạ, ngon anh rồi. Ừ. Mấy ngày nay có tin vui gì cho thông báo cho em hay với. Có tin vui gì đâu. Dạ hả? Chồng em mới có tính đi bán đồ tươi rồi đó. Chưa có vốn á. Anh có dự định bán gì không? Tính đi bán đồ tươi á, đóng xe bán đồ tươi á. Đồ tươi là sao chị? Đồ tươi như rau, cải rồi đó. Ôi, mới lại gì chị? Chẳng hạn như là bán rau cải vậy, dạ, anh đẩy đi bán hả? Nguyên chạy dạo bán. Chạy dạo bán anh hồ. Chạy xe hả? Dạ. Ra chợ lớn ngoài này nè, chợ Bến Nhất á. Xe dạ. Làm xe kéo á. Xe kéo á, mình không có sợ bị đuổi á. Như bên thị trường. Có nghĩa là cái chiếc xe ngoài trước rồi kéo cái xe xe đẩy đằng sau. Dạ. À cái đó chi phí là khoảng bao nhiêu ta? Cái đó cỡ 4-5 triệu. 4-5 triệu hả? Mình có mối mua rau cải gì chưa? Có. Có rồi ha. Chưa ra chưa hẳn xe. Có dự định rồi, nhưng mà bây giờ là chưa có tiền để làm. Dạ. Các nhà xong là có, mà mấy cô có hỗ trợ tiền để làm ăn không? Có ông mua đồ rồi. Có dư được 2 triệu rồi, em trả tiền như mình mua thiếu đồ ăn rồi mình nấu cho thợ ăn đó anh Hồ. Dạ. Mình trả cho ta. À. Có dư được 2 triệu. Ừ. Bây giờ mình còn thiếu nợ không? Em còn thiếu người ta 5 triệu đó. 5 triệu trả. 5 triệu được đi ghe đó. À. Chứ giờ 5 triệu được đi ghe. Rồi khoảng thêm 5 triệu làm ăn nữa. Dạ. Rồi cho mẹ ít tiền để mẹ đi lấy cái giò lại đó. Mấy bé này có giấy chứng minh ở giấy khai sanh hết rồi đúng không? Hết rồi. Bé này được anh Hồ xuống nè. Mới có giấy khai sanh chứ không thôi em cũng biết đường nào mà làm được nữa. Tên gì? Bé này tên Trang. Tên Trang, em quên tên quá à. Dạ. Lâu quá quên. Bé này tên tên Mai. Tên Mai. Nhỏ lớn hơn Trang. Mấy này tên Trăng. Có đi học không? Học lớp mấy rồi? À, nó học lớp 1 đó. À hôm trước nghỉ 2 ngày thứ bảy chủ nhật thì mới đi học rồi. Thì mai đi học lại. Còn bé này có gửi nhà trẻ không chị? Dạ không, bé này năm tới em mới gửi. Chưa qua trường. Ừ. Mấy tuổi rồi? Bé này 5 tuổi. 5 tuổi. Vậy là lúc mà gặp em không có tiền để mình đi làm khai sinh cho bé này đúng không? Dạ, trước đúng đó, rồi. Rồi sau đó thì mới được tặng tiền. Rồi mới mới đi làm giấy. Mới đi làm giấy. Dạ. À không ấy là không có giấy khai sinh luôn rồi. Lộn nhưng quá. Mà tại đường xa quá luôn đúng không anh Kiên? Anh Kiên bây giờ còn uống thuốc không? Còn. Còn uống thuốc hả? Không có bảo hiểm, không có bảo hiểm nó đỡ. Thì bảo hiểm dần dần. Nhưng mà bây giờ anh còn lên ấy không? Còn. Đau hoài. Đau hoài. Hình như con mắt của anh Kiên bị như thế nào hả? Người bị gập vô xương tới giờ luôn. Đâu anh Kiên, xích lại. Anh đẹp trai quá mà. Thì té được đó đó anh Hồ. Đợt bị đâm vô cái cột đó, đâu cái cây đó tới giờ. À, bây giờ anh còn ngủ, anh còn ám ảnh không anh Kiên? Quên rồi, giờ cũng quên. Quên rồi? Lâu cũng quên. Bây giờ uống thuốc điều thì nó có lên cơn không? Thì trời nắng quá thì lên. Lên hả? Dạ, nắng. Lúc anh lên cơn bây giờ anh có ấy vậy không? Nắng quá thì đi tầm 7, tầm 3. Đi thôi chứ không có quậy ha. Chỉ là đi vòng vòng thôi chứ không có... Nhiều khi cáo quá em cũng nhịn, em thấy em biết vậy đó. À, rồi còn chị cũng nhịn. Thôi nhịn cho qua tại vì anh cũng bị bệnh. Dạ. Mà trước đó thì anh đâu có vậy đâu. Dạ, đâu có đâu. Ừ. Thì đi bán vậy rồi, nếu như mà nắng quá rồi sao bán? Anh Hậu nó bán gì? Bán... đồ tươi hả? Đâu em đi chung mà. Hai vợ chồng đi luôn. Rồi hai đứa bé. À. Bé này thì gửi cho bà ngoại. Ừ. Bé này thì em bé theo được nè. Em có cái đồ bé đó. Mình bán xa không? Mình dự định bán xa không? Gần đây nè. Chạy vòng vòng đó. Chạy vòng vòng đây ta bán 2-3 xe đó. Ta bán ở đây Gò Quao rồi Bến Nhất. Rồi Chắc Kha nữa đó. Anh Hồ muốn bán chợ nào thì bán. Ừ. Có nghĩa là bán đó em thấy cũng được, cái đồ chay mà đúng không? Dạ. Có nghĩa là rau củ rồi thôi. Dạ. Có bán cá nữa không? Không. Bán được đồ khô thôi. À chỉ bán gọi là hàng bông á. Dạ. Gọi là hàng bông. Thì hổng gài thì có tiền xài không? Hổng gài không
bữa bà nội cho được tiền làm thôi nôi đó, người ta đi lại dư mấy trăm ngàn đó. Em có làm đám cho nó nè, mà làm có hai mâm mà mình không có tiền đó nữa. Làm hai mâm là hai chục mười. Hết nhiêu tiền? Hai triệu mấy, mua đồ hết 2 triệu mấy. Mua đồ hết 2 triệu mấy. Thiếu người ta á, thiếu trả được có 1,5 triệu à, thiếu người ta lại hết mấy trăm ngàn. Lỗ hả? Lỗ. Tại vì hồi nào giờ em có từng làm á. Nhưng mà chắc có lẽ là bé Trang này mới được làm thôi nôi thôi. Bé hai bé này không có được. Đúng rồi, hai bé này lúc trước còn khổ quá đâu có được làm. Có bà nội cho mượn tiền đó. Hiện bây giờ là trong túi là coi như là sạch túi luôn rồi. Em hả, giờ còn 200 ngàn gì à. Ủa rồi chị nói rồi làm móng rồi bán rau cải sao? Làm móng là ý là ban đêm mà em về vậy đó, ai làm thì em làm. Rồi tại vì làm móng ít được á. Em có mua đồ nghề rồi đó. Đồ nghề đó là của mấy cô cho hay sao? Hả? Đồ nghề đó của em mua. Được chứ, em có chồng em có đi làm hồ được mấy ngày đó. Lấy tiền nó mua đó nào. Vậy là cũng mừng ha. Cái đêm mà dọn nhà vô ngủ được không? Không, cái đêm dọn nhà vô ngủ thì ngủ được, mà cái trước chưa làm á thì không ngủ được. Cái ngày mà nghe em thông báo á là lúc đó là ngủ được chưa? Lúc đó thì anh Hồ điện á thì mừng dữ lắm luôn. Mừng mà đợi anh Hồ điện lại không thấy điện rồi. Tại vì chị đó nói chị đó để tính lại. Dạ. Thì em nói trước mắt là chị mới có được 1,000 đô vậy đó. Nhà nhiêu thì thợ thầy ở dưới này em không biết sao. Nhưng mà có được cái cô kia thì nhờ một bạn như này cắt cũng thấy cũng mừng ha. Nói chung là người nào giúp được thì dạ, càng tốt, càng vui. Cô tại Đông vì... có nói với em là ai tới trước thì mình cứ hưởng đi, rồi thí dụ chú Hồ mà có xuống á thì chị Kim cứ có số tiền đó chị Kim làm vốn mua bán nhỏ. Đúng đi. Đúng rồi. Chứ bán với số nắng nồi gì lắm, cô nói với em vậy chứ. Dạ. Thì có nghĩa là cô Kim cũng muốn giúp nhưng mà để cho cách này cho nó sớm trước. Có nghĩa là ai muốn giúp nữa dạ, thì để dành làm dạ, vốn. Nhưng mà cô Đông cũng biết kênh của anh Hồ đó đó. Dạ. Em cũng nói thiệt tình, em nói anh Hồ tính cho em nhà. Rồi thí dụ cô cho nữa thì không biết sao, rồi cô nói bây giờ ai tới trước thì chị cứ hưởng trước đi. Cô kêu em bằng chị không à. Cũng thông qua clip này cũng chân thành cảm ơn một bạn ở Dòng Ghiền á, đã Kiên Giang, một bạn YouTube ở Dòng Ghiền Kiên Giang cũng đã hỗ trợ cho chị. Cũng chân thành cảm ơn cô Đông là một mạnh thường quân nhiều mà Bùi Hồ cũng tại vì đường xá xa xôi quá đó rồi không có có biết được để mãi, thì cảm ơn cô rất là nhiều thì đã hỗ trợ cho gia đình của anh Kiên, của chị Kim. Thật ra là cũng thương mấy đứa bé lắm, phải ngủ nghe đồ nó không có được, không có, gọi là không có được thoải mái á. Dạ. Dạ, hôm nay thì thoát mưa thoát nắng ngủ cũng ngon rồi. Có nhà mình mà ăn cũng yên tâm á nọ. Dạ. Có gì là được rồi, phước đức. Phước đức lớn lắm á. Dạ. Ai trong xóm người ta cũng nói em có phước hết chứ. Dạ. Tại vì cái cuộc sống của chị nó thật sự là vô cùng khó khăn. Nếu như mà cô bác quý anh chị chưa xem clip thì chắc có lẽ là chưa biết rằng là anh Kiên là trước đây là cũng là một trụ cột chính của gia đình. Tuy nhiên vào một cái thời buổi gia đình khó khăn nhất thì anh lầy liều mình của mình để anh đi tàu biển. Người ta gọi là môi giới tàu biển, sau đó đưa anh lên một cái con tàu. Thì anh làm được hay không được thì những bạn tàu á cũng đánh cô anh. Và thậm chí là có những khi là đánh thừa sống thiếu chết, bắt buộc của anh là phải gieo mình xuống cái dòng biển. Khi mà anh gieo mình xuống dưới á, thì anh nghĩ rằng là mình sẽ không còn ngày quay trở về. Tuy nhiên có một cái chiếc thuyền khác cứu anh, đúng không anh Kiên? Cứu anh. Và đến đây là cách đây là bao lâu rồi chị? Cũng gần cả năm rồi. Gần một năm trời. Và số tiền mà ứng lại thì lại thiếu nợ. Lại thiếu nợ, bây giờ là còn thiếu trả kỳ rồi là thiếu 15 triệu. Và trả sau khi được Mạnh Thường Quân hỗ trợ thì còn thiếu lại 5 triệu và đến thời điểm giờ trả vẫn chưa xong, vừa thiếu nợ vừa không có nhà. Thì lúc đó thì có một Mạnh Thường Quân hỗ trợ cất một cái nhà xong thì sau đó cái bây giờ còn vốn chỉ còn thiếu lại 5 triệu, thậm chí là không có chiếc xe đi không có xe nữa. Đi làm giấy khai sanh nữa đúng không chị? Dạ. Hồi sáng giờ nghe tin em xuống nói xuống đợi dữ không? Đợi, nó nghe em cũng đợi, em biết Hồ nói xuống là anh Hồ xuống à. Dạ em nói xuống dạ, à, em xuống à. Dạ, nhưng mà không biết lúc nào thôi. Dạ. Nghe trễ tưởng mà người mới à.
Không, em nói trễ được cả là em quay sao phải xuống trong ngày hôm nay hả? Dạ. Tại biết gia đình mình cũng trông mong. Dạ. Tại lâu quá cũng không có thăm trở lại, sau khi Tết thì em cũng có nhiều công việc. Dạ. Đợt đó là em đi làm gần 30 Tết đúng không? Gần 30 Tết. Thì sau đó khoảng tháng 2, tháng 3 thì chị đó mấy điện về công việc của em nó cũng hơi nhiều. Ờ, lành dữ ha. Ý, tôi ngồi ấy. Bàn ba biết chưa, tôi la dầm mấy xong nhà không cậy, tôi la rồi quay tớ, tập cửa, mày nó dầm ngay ta đó trời. Dạ. Ôi trời ơi. Vậy ghê à, chưa đói hay sao chị? Có đâu, em cho nó ăn cháo rồi. Cho ăn cháo rồi hả? Hôm nay đến đây cũng vào dịp chập tối, và cũng đến vào cái thời điểm mà gia đình của mình cũng đã hoàn thành xong cái căn nhà cũng gần một tháng. Người ta nói thì có an cư thì mới có lập nghiệp. Và em chúc mừng cho gia đình chị cùng với anh Kiên đã có cho mình một cái mái ấm thật sự, mái ấm của năm thành viên trong gia đình, để mà các bé có nơi ăn nơi ngủ nó được trọn vẹn hơn. Xin chân thành cảm ơn tất cả các mạnh thường quân, cảm ơn cô Đông đã cắt một cái căn nhà xinh đẹp như thế này cho gia đình của chị. Và ngày hôm nay cũng như lời hứa thì trước đây Bùi Hồ có nói rằng là sẽ tạm thời giữ một cái số tiền này của cô Nguyễn Ngọc Lan ở Mỹ để cho chị có mạnh thường quân chung tay nhau cắt căn nhà. Thì cô Đông cũng đã hỗ trợ hết phần chi phí cắt nhà đó ha chị ha. Yeah. Thì cái phần này còn lại thì Bùi Hồ sẽ giao lại cho gia đình của chị với anh, để mà có vốn trả nợ nè, là 5 triệu đồng nè. Có vốn để mà hai vợ chồng xoay sở cuộc sống hàng ngày là bán hàng bông. Và có vốn để nuôi cho người mẹ ở nhà kế bên của mình. Và số tiền 1.000 đô thì tương ứng với lại 23 triệu 400 ngàn đồng. Và bây giờ Bùi Hồ sẽ đếm trao cho chị ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Này là 10 triệu chị. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Này là 10 triệu nữa. Là 20 triệu. 1, 2, 3 triệu. 23 triệu 400 ngàn đồng. Đây em trao cho chị. Em cũng xin gửi lời cảm ơn đến cô Nguyễn Ngọc Lan ở Mỹ đã giúp cho em có số tiền để em xây sở cuộc sống. Với có số vốn để buôn bán với trả nợ. Thật thành cảm ơn cô. Ngưng khóc đó rồi. Cảm ơn anh Hồ rất là nhiều. Nhờ anh Hồ mà xuống em mới có căn nhà với có xe rồi trả được số nợ. Có giường, có gì. Bây giờ cảm xúc gì chị cứ nói hết đi. Rất là mừng, cảm ơn anh Hồ rất là nhiều. Chị nói đủ mẹ một xíu đừng. Cuộc sống lúc trước em rất là khổ. Tiền, cả tiền đi làm giấy khai sinh cho con em còn không có nữa. Bé này đi học thì không có tiền đóng tiền trường. Rất là khổ. Em nói nhiều khi em muốn mình gieo mình xuống sông rồi đi. Khổ quá cuộc sống. Lời em nằm đêm em coi nhiều clip kênh em thấy giúp đỡ đó. Em mới thấy kênh của anh Hồ, em mới liên hệ cho anh Hồ, nhắn tin cho anh Hồ đủ người hết. Cái chừng đó anh Hồ nhắn tin là em mừng. Em nói em mừng dữ lắm, mừng luôn, không biết sao tả nổi. Em nói mình được cứu sống người, tại vì mình quá khổ. Không có ai giúp mình hết. Đất thì không có một miếng nữa. Không có một miếng ruộng để làm mướn thì đủ ăn thôi, mà chồng em thì như vậy nữa. Em như kia em bế tắc dữ lắm luôn. Bây giờ được anh Hồ giúp gì em cảm ơn anh Hồ nhiều nhiều lắm luôn. Không biết gì nói nữa. Thôi đi ghe đó. Anh có muốn nói lời nào không anh Kiên? Giờ em... Nói. Giờ em cũng biết là sao, nhờ anh Hồ em mới có được cái nhà. Với số tiền làm vốn. Ngoài ra là không nhờ anh Hồ em cũng biết làm sao. Tại vậy rồi cũng biết đường nào. Giờ em biết đường nào xây. Giờ nhờ có anh vậy em mới được có căn nhà vậy đó. Có, cảm ơn giờ em cảm ơn nhiều. Cảm ơn nhiều, rất nhiều. Thật ra thì Bùi Hồ cũng như là các anh em làm YouTube chỉ là cầu nối để kết nối với mọi người với nhau. Những người có điều kiện thì sẽ san sẻ với những
hoàn cảnh những cô bác anh chị mà có điều kiện thì sẽ san sẻ những cái hoàn cảnh khó khăn như là hoàn cảnh của anh Kiên với lại chị Kim như thế này. Đây là những cái đồng tiền mà phải nói là rất là quý giá. Dạ. Và thời gian tới thì thay cho những lời cảm ơn đó thì em cũng mong rằng gia đình mình sẽ ăn nên làm ra. Dạ. Không phải chỉ riêng em mà ngay cả em nhân dạ, kênh Nhân Chứng Channel cũng như là một cái kênh ở ngay tại Kiên Giang này nữa, thì cũng như là tất cả các mạnh thường quân luôn, thì bây giờ chị có thể nói một lời nào cảm ơn đến tất cả các mạnh thường quân, những người mà đã chung tay giúp đỡ mình hay chị ha? Em xin gửi lời chân thành cảm ơn đến em Nhân Chứng rất là nhiều, với anh Bùi Hồ, với cô chú mạnh thường quân trong và ngoài nước đã giúp đỡ cho em đến ngày hôm nay. Em xin chân thành cảm ơn. Thật ra thì khi mà gặp khó khăn á, thì mình mới hiểu được cái khi cầm được đồng tiền như thế này nè, nó lớn biết chừng nào luôn á. Lớn đối với em nào tới giờ. Dạ, nó lớn biết chừng nào luôn. Anh Hồ có nghĩ được không mà giấc sáng em thức dậy mà không có 1.000 trong túi nữa. Em nói thiệt luôn, không có 1.000 trong túi, nhầm khi em đi mua đồ mà em mua thiếu người ta mà mình không mở miệng được luôn. Tại vì mình không có tiền. Nói em chẳng. Ai cũng muốn mình đi làm để có tiền hết. Chắc. Mà lúc đó chồng em thì không có xe, rồi em thì không có cái gì để làm hết trơn. Bây giờ có xe nè, vừa có tiền vừa có số vốn. Em cảm ơn rất là nhiều. Em hỏi lại lúc đầu ha. Cái lúc đầu tiên nhất mà chị động lực này, chị lại nhắn tin cho em. Tại vì em thấy anh Hồ có giúp cho bé tên gì mà có đứa con mà Trung Quốc mà trốn về đó. Trang. Đúng rồi. Rồi em mới nhắn tin, em xem được cái clip đó, em mới nhắn tin cho anh. Không nghĩ là sẽ xuống. Dạ, em không nghĩ là sẽ xuống. Tại vì em có nhắn 2-3 người nữa, cũng có điện trực tiếp luôn, mà người ta nói do nhà em xa quá, không xuống giúp được. Là từ đó là em thấy bất lực luôn, em không có biết sao. Cũng may là duyên lành đó, lúc mà chị nhắn tin cho em là lúc đó em đang ở Kiên Giang. Em đang ở Kiên Lương, thì chạy xuống đây nó cũng không xa lắm. Qua ngày sau á, cái anh nhắn tin hỏi, rồi em cho số điện thoại anh điện đó. Dạ. Yeah. Rồi em Nhân Chứng lại quay nữa đó. Dạ. Yeah. Lúc đó là mừng dữ lắm luôn. Dạ. Ờ, cô nói muốn khoe cái gì ở trong nhà? Vô gì, quá gì không kém, quá gì không kém. Đang cho 2 bộ dừa đó anh hả? À, cô đông quá hả? À, thôi chị đi coi bộ dừa đi. Sẵn đi coi luôn, nãy đi coi sơ à. Khoe mà, bây giờ nhà vui dữ chưa chị? Dạ vui lắm anh Hồ. Mày cầm qua cho tôi đi cho luôn à. Dạ. Đó, một cái giường. Đây nữa nè. Dạ. Gạo đầy đủ chưa? Đầy đủ rồi đó. Đầy đủ rồi đó. Đó. À, bà là sao với lại chị Kim bác hả? Chú bác á. Bác. Đây nè. Đó. Đó. Bà vui không? Vui. Tôi nói tụi mẹ một xíu đường chuồng được có một thôi, Kim ơi. Một xíu gì? Một xíu xanh ở Long Thạnh này được có một. Không có được, không có ai thương này đâu. Được gì đâu, có nó kìa. Là không, không tin được giúp đỡ luôn đúng không? Có nó kìa, có nhà, có gì đàng hoàng hết trơn luôn á. Tôi mừng cho nó giúp người ta. Tôi ngồi ở đó kìa. Nhỏ con này nè, nó thấy không dòm nó cứ hình như là em thấy là thiếu cái tủ đồ hay sao á, hay là mình máng lên xào nó quen rồi. Ừ, kệ nó vậy đi, cũng được, ke từ từ được chưa. Hôm nay nhà mình ăn cơm gì vậy chị? Ăn với tép đồng á nè. Ngày ăn tốt nhiêu? 40-50 ngàn gì à? Ăn tới sáng tới chiều đó, ta xăm cho vị đủ thứ luôn được rồi. Được rồi. Ủa sao mà bà chị Kim có nhà mà sao bà vui hơn chị Kim nữa? Nghĩ thấy nó không có đó. Thấy nó khổ. Thấy khổ quá, giúp đúng rồi đúng không? Đúng rồi. Tôi nói một ấp này nè, một Long Thạnh này có nó thôi. Không có ai mà được cái này. Rồi ông Trọng nó đi về, nó nói trời làm suốt năm không được gì nữa. Ông Trọng nó đi làm hồi vậy, thay nhà đó. Ta nói thay nhà nên ta nói làm. Thấy những cái giọt nước mắt hạnh phúc mà của chị Kim mà em cầm lòng không đặng luôn á. Tại vì nó bất ngờ với mình quá đúng không? Nó như là một cái phép màu nào giúp cho gia đình mình vực dậy đúng không chị? Dạ đúng rồi. Đúng vậy đó là được. Cố gắng đem cái này trả nợ cho ta luôn ha. Còn... em trả nợ còn nhiêu em đóng cái xe á. Thì trả 5 triệu nè.
Dạ. Đóng chiếc xe 5 triệu nè. Nè, đi ghe đó thằng ghẻ, dạ, dạ, ghẻ dạ, dạ. Tôi nè, dạ. Thì đánh nó ở gần nhà bà dạ vợ đó, sao đó. Rồi, người ta cho mượn tiền đi ghe. Cho mẹ nhiêu đó, còn nhiêu vốn để cho mình xoay sở trong thời gian sắp tới nữa. Tại vì mình kinh doanh thì nó phải là ban đầu nó phải có khó khăn rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Nên lúc đầu thì nó người ta nói mới ra đi buôn thì lúc nào nó cũng gặp khó khăn hết á. Nên mình cũng phải giữ lại cái phần vốn đó ha. Để cho mẹ nhiều đó, chị tùy chị quyết định, gia đình của mình xoay sở với nhau. Còn bây giờ thì chắc có lẽ là em xin phép em về để cho gia đình mình có sự riêng tư cũng như là ăn cơm chiều. Em mạnh giỏi đi, cái gì đâu lo mì. Em cũng cảm ơn anh Hồ, cô chú Mạnh Thường Quân rất là nhiều đã giúp đỡ cho gia đình em. Dạ, bà biết sao không? Chị á thì lúc trước con mất Zalo cái gọi chị không được, chị gọi con gọi thôi chị không được. Máy hư rồi. Bởi vì em gọi chị cũng không được. Tự nhiên bữa nay em nhắn tin anh Hồ xong cái hư luôn. Trời ơi. Vừa nhắn xong cái hư máy luôn. Ở giờ em nói em gọi hoài sao không được luôn. Rồi vậy ha chị ha. Dạ. Rồi xin chào, hẹn gặp lại cô bác với anh chị ở video clip sau. Còn bây giờ thì bye bye với gia đình mình ha. Dạ. Đi về mạnh giỏi. Anh Hồ về mạnh giỏi nha. Dạ.